sự tín thác, mình đã có sẵn. Đây là điều có sẵn, tín thác và có sẵn. Cũng giống như khi thọ cho ai là sự tín thác, và mình đã có sẵn thì sẽ đạt. Thí dụ như ở sẽ đạt ở đời vị lai kiếp tới vân vân, là rất là bao nhiêu và thời gian bao nhiêu, chúng ta phải hiểu chỗ này. Quá khứ Như Lai tại thần biển, sự biến tài hay còn gọi là biến tài. Về vô thắng Như Lai đủ công đức, đủ công đức. Ở đây chúng ta thấy đủ công đức. Đây là quá trình Đức Phật vô thắng. Phổ hạnh Như Lai lợi thế gian. Đầu ra chúng ta thấy nhà sư khổ hạnh hay tăng ni khổ hạnh, nhưng thực ra thầy thì cũng là thầy khổ hạnh. Thầy khổ hạnh và như vậy khi đạt được tới bước này thì làm sao để đạt được khổ hạnh như vậy ha? Khổ hạnh là sự gọi là khổ trong các khổ, tạo nên công đức lớn. Khổ trong các khổ, năm xưa Quan Âm Thủy Kính cũng vậy, phải không? Cũng khổ trong các khổ, bị người đời đổ oan, du oan giá quả. Nếu là người bình thường không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được nỗi con trái. Quan Âm Thủy Kính chính là Bồ Tát, và tiền thân của Bồ Tát quán thọ. Như vậy thì chúng ta thấy điều này. Rồi còn như khổ hạnh Như Lai đó chính là vị Phật khổ hạnh. Ngày nay có rất nhiều đệ tử, rất đông. Khổ hạnh Như Lai, tất cả dạng ma thiên đều ngỡ ngàng, đều ngồi ngay ngắn, ngỡ ngàng khi thấy các vị chư Phật. Và tại dạng ma thiên thì dạng ma thiên nó chính là dạng ma thiên vương, tại cái cung trời của dạng ma là ở nơi đó. Chúng ta phải biết là có sự thiện đều là những bậc đáng tôn kính, mặc dù là thiên ma, nhưng mà họ rất là đáng tin kính. Họ là bậc thiện. Lẽ ra họ tái sinh vào cõi người của chúng ta, nhưng vì sao phước đức họ lớn trường tồn, cho nên họ đạt tới cảnh giới cao. Họ là người có tu tập, nhớ nha quý vị, nên nhớ là họ là người có tu tập. Trước kia họ có người tu tập, sau đó là họ có công đức lớn đó. Nhưng vì một lý do nào đó mà trở thành ma, sau đó thì họ tu tập tiếp và được lên trên dạ ma. Và nếu càng nhiều đức hạnh tốt nữa thì họ là thiên vương ma,
có nghĩa là thành phần của họ là thiên vương, họ là vua của các ma. Ma này ma thiện nha, ma này là ma thiện của gì hay là ma thiện lành, ma giúp đỡ cho các chư thiên, giúp đỡ cho các thần tiên, giúp đỡ cho các thần tiên, họ hỗ trợ cho các tiên nữ, họ hỗ trợ cho các tiên nữ, các thánh thần. Nói chung là những người trước đã đạt như vậy thì họ rất là khổ hạnh và họ rất là làm điều thiện rất nhiều ở cõi người của chúng ta. Chúng ta tiếp tục. Tôi đang nói tới đoạn có hạnh Như Lai tất cả nhà ma. Và phần này thì chúng ta đã biết họ là phần hỗ trợ cho các tiên nữ. Cung trời Dạ Ma Thiên là hỗ trợ các tiên nữ cùng làm các Phật sự mà do Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng đưa ra các ý chỉ, đưa ra các vị trí, các công việc. Đó là nhiệm vụ các tiên nữ là công việc hàng ngày, cũng giống như các việc giống như người đời chúng ta gọi là xích chốt, không? Xích chốt. Xếp 38. À, ok. Thì cung trời Dạ Ma đôi lúc cũng hỗ trợ cho với các vị tiên nữ, rồi cho Phạm Thiên đó thích ha, rồi cho các tầng tứ thiên vương ha, rồi các phong thần ha, sơn thần vân vân, rất là nhiều ha. Nói chung là sự hỗ trợ ngồi lục đạo ra còn có các phần khác và các tiên nữ sẽ gắn kết với lại các tầng trời, gắn kết các tầng trời tạo ra mối liên kết. Họ có năng lực đó, họ giỏi gì sự uyển chuyển linh hoạt ha. Như vậy thì chúng ta thấy đây là quá trình mà họ tiến bộ. Cung trời Dạ Ma Thiên đôi lúc cũng gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao vậy? Vì họ có đôi lúc tới để dự và tổ chức các buổi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp, thì trong đó có tất cả các tiên nữ bao quanh để mà nghe Đức Phật
Ca Mâu Ni giảng pháp, giảng kinh, giảng kinh điển và thuyết pháp. Tại cung trời đau lợi, điều này có nghĩa là tất cả các cung nữ có thở tự do, các tiên nữ có thở tự do đi lại các tầng trời với nhau. Tầng trời Dạ Ma Thiên của các ma vương đều có thở tới nè. Rồi đến cung trời Đâu Xuất của Đức Phật Di Lặc cũng có thở tới nè. Rồi đến tầng trời Tứ Thiên Vương, rồi đến tầng trời cung trời Đao Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngự tọa tại đó. Hiện tại ngài đang giảng kinh và thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi.